tập 19 Hoa Hồng trên ngực trái lên sóng 3 tối 9 tháng 10 cho thấy giả tâm ngày càng rõ của Trà. Ôm mộng làm thê thiếp giám đốc một cách đường đường chính chính, Trà gần như đã đạt được mục đích khi khiến cho Khương Thái chính thức ly hôn. Tuy nhiên, cô ả lại lo sốt gió khi biết rằng luật sư Dung vẫn có kế hoạch hai dành cho Thái sau khi khiến anh ta rơi vào cảnh gia đình tan nát. Có lẽ luật sư Dung không chỉ muốn Thái mất thê thiếp, mất con, mà còn muốn anh ta phải khuyên gia bại sản mới hài lòng. Nhận thấy thủ đoạn của Dung, Trà đã khuyên can Thái đừng tin lời Dung quá, cảnh báo anh ta phải cẩn thận. Với Trà lúc này, cô ta không chỉ tham số tiền được Dung trả cho để kết thúc gia diễn nữa, mà còn tham luôn cả cuộc sống làm thê thiếp giám đốc giàu lịch sự phú quý, suốt phần đời còn lại không phải lo cơm áo gạo tiền. Mà nếu muốn có cuộc sống như vậy, thì lại phải đảm bảo rằng công việc của Thái được thuận buồm xuôi gió. Ấy vậy nhưng luật sư Dung lại đang thủ đoạn phá nát cả tương lai của Trà, thử hỏi cô nàng không lo làm sao được. Tất nhiên, với sự lọc lõi của mình, Dung nhanh lẹ nhận ra dự định làm phản của Trà. Trong re di tập 20, Dung đã không quản hồn độc gì ẻ tiểu tam và gỏi, em định nhúng chân vào cái dũng buồn ấy thật sao? Trà đáp, em chỉ muốn con mình được có bố. Nghe vậy, Dung bình thản nói, đứa con là của em, nó cũng không có trong hợp đồng của chúng ta, tùy em quyết định thôi. Nhưng nếu em muốn đứng về phía hắn để chơi lại chị thì chị cũng sẵn lòng. Em biết rồi đấy, trong câu chuyện này, con dao chị vẫn bắt đằng chui. Bị Dung dằn mặt, Trà cực kỳ lo quản hồn và đem chuyện này chia sẻ với Giang gã nhân tình của ả. Nào ngờ khi đang ở cùng Giang, Trà còn bị xóm hội đen tìm đến. Những gã giang hồ này liệu có liên quan gì đến ả hồ ly tinh? Việc chúng đột ngột tìm đến Trà có phải do bàn tay can thiệp của Dung? Đón xem tập 20 Hoa Hồng trên ngực trái lên sóng 3 vào tối nay ngày 10 tháng 10.